Chào các bạn nhá, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở trên cây xăng Dốc Đồn. Như các bạn biết thì trên này cũng có rất là nhiều những cái quán ăn ngon. Và một địa điểm hôm nay mình giới thiệu với các bạn khá là lâu rồi mình không chia sẻ, đó là một xe đồ ăn chín của chị đang ở phía trong đây, gồm có đầy đủ các loại món chúng ta hay di chuyển vào phía trong nhá. Đây này, như các bạn nhìn thấy cho mình đây, xe của chị đây. Đầu tiên đó là cái chân giò quay với lá mắc mật các bạn nhá. Sau đó đây là những cái miếng sườn nướng, chị đã tẩm ướp những cái gia vị rất là ngon, các bạn nhìn thấy không? Đây là bây giờ chị vừa mới ra thôi, và chị bán ở đây sẽ khi nào các bạn muốn ăn ý, không phải đợi, thì các bạn nên ra khoảng tầm 5 giờ bắt đầu chị ra thì sẽ có được những chọn được những miếng thịt rất là ngon. Bên trên này là những cái xiên chị để này, để này lát nữa bên dưới xong rồi chị cho. Còn đây là những kẹp dạ dày đây. Vâng, chào chị. Giá cả có gì thay đổi không ạ chị? À thế à? À bây giờ 250 đúng không? Đấy các bạn nhá, cập nhật giá chút là mọi thứ đều 250.000 không? Các bạn nhá, ở khu vực này ở phía trên nhưng có một cái xe đồ ăn chín nhá. Và ở phía trên kia là những hàng lợn quay cũng rất là ngon, có nhiều món để các bạn có thể lựa chọn ở khu vực này. Còn bên cạnh kia thì là những cái hàng ngô chín bán vào buổi chiều, buổi sáng đều bán. Nếu bạn nào thích món ngô luộc, các bạn có thể ghé vào khu vực này để mua nhá. Đây các bạn nhá, đây là cái nước chấm mọi cái món ăn của chị. Đây này, nước chấm thần thánh, phải không chị? Đầy đủ mọi thứ. Đây về chị bắt đầu mới đóng gói này, ra được những cái túi như này nhá. Mặt con bé này tí. Em chỉ sợ chị không dám, không cho em quay. Cái nước chấm của chị có điều đặc biệt rất là ngon, chấm với các loại món ăn đều hợp hết. Chấm này cũng là một cái bí quyết đấy, đúng rồi, đó là một cái bí quyết đấy. Vừa có nó tiết có lộ một chút là gồm nó, có những cái gì nhỉ? Nó có vừa chua xong lại vừa cay nhỉ. Quất này. Tỏi quất nhỉ. Cơ bản là vị quất. Nhìn thấy đây ở phía trong mọi người đã đứng đợi và xếp hàng. Cứ vào mỗi buổi chiều thì các bạn sẽ đến đây, hàng chị chúng ta sẽ gặp những cái cảnh như thế này. Có thể các bạn đến muộn các bạn sẽ không chọn được những món ăn ưng ý của mình. 60 nhá. Số này chỉ bán được lượt thôi. Con ở trên này thôi bác ạ. Ôi, em sợ hết hàng ấy. Bây em chỉ còn nối mối chỗ trên này thôi. Đưa cho anh luôn.
cân nửa lạng của anh là 20. Không cần phải đeo đâu chị ạ. Em có từng xuyên em ấy còn làm sườn á? Còn được luôn rồi chị ạ. Ừ, thế thì 3 lạng chân giò với 2 xúc làm sườn. Chân giò ngày trên chân giò với lại hai khúc làm sườn, chân giò ăn đằng mỡ rồi là ăn mỡ à, ăn cái đằng bắp bắp ngựa lần thì em làm cái gì, ăn cái đằng liền liền ấy, giờ này là khách đến rồi ngựa phải xếp hàng thế à, đây làm gì này à ra, à tính ơi, ăn gì đấy, quay YouTube, chị đứng ở đây cho hình nó đẹp một tí nào, không, cho em đồ hình với chị. Quay YouTube chị ơi. À. Dạ. Quay giới thiệu về tinh hoa ẩm thực Quảng Sơn. Chỗ ơi 70.000 ba chị nhá. Đây các bạn có thể nhìn thấy nhá, đến tầm này còn khá là sớm nhưng mà cũng đã có khá là nhiều người để xếp hàng rồi. Chỗ này thì hơi thừa. Bỏ cái nào ra thừa. Dễ tính. Ừ, cái này rất là dễ tính. Không ngon gì. Cái nào cũng được. Cái nào cũng được. Nó ngon. Dễ bán hàng. Không quay mặt người bán sạch hàng à? Không. Người chặt hàng bảo không quay mặt. Quay mặt là mất tiền. Mất tiền. Chỉ quay sản phẩm thôi. Còn giò dày không? Nhưng mà chưa được ngay một lúc nữa. Chị ơi, thêm ít chân giò vào đây thì còn chỗ nào là không? Còn cái bộ này đâu. To hay nhỏ cho anh được đấy? To. Sắp được chưa? Cho anh được cái nha, anh ngồi đây nha. Bắt ông em bên này, bên này. Anh không bắt đâu gì. Anh chờ nha. Cái này 40.000 nữa rồi. Đúng rồi. Này mình làm ít cái này mỹ là 2 tiếng là 100 à? Vâng, 70.000. 70.000 cái này gì? Giò. Tại vì cái này tôi chút công phu vào. Đây. Con ba chỉ cho em một cân ba chỉ. Chị này bảo mới được. Con ba chỉ không? Chị quên. Em 60 nhá. Chị nói nghe này thì em đang giò. Ui. Em về từ nãy rồi mà. Từ 80.000 này. Cái này bao nhiêu? Em 100 chị ơi. Cái này 100 à? 80.000. Của em được chưa? Chưa, em phải đợi xin sau rồi cái chân giò kia được. Cái này còn vào này. Đây, cái này. Cái này 100 à? Chân 100 cho chị áo đen. Hai người này luôn. Đây, hai người này 100 xong rồi. Chị này 60, của em 60. Rồi, hai người 60 là lấy xong. Vâng. Đây là của em. Cho mình một miếng nhá. 100 này. Cho. Đúng rồi, hai người bù đi đây. Người của hai người đây là xong rồi gì đó. Ở đây. Thế là xong rồi gì đó. Được cùng nhau. Của em lấy trước. Của em lấy, của anh lấy miếng kia luôn.
nữa để bù. Vừa mới cái mua cái thịt ba chỉ quay về đây các bạn nha, đã khá lâu rồi mình không ăn. Hôm nay tự nhiên mình thấy thèm thịt ba chỉ quay nên là mình lên trên quán. Quán của chị bán rất là đông, mình còn phải xếp hàng khá là lâu mới bắt đầu mới mua được những cái miếng thịt ba chỉ này. Và còn có một số người ta đến sau thì không thể nào mua được cái hàng, mua được cái thịt các bạn nhá. Đấy, nên là bạn nào ấy ăn thì các bạn nên sớm sớm một chút. Đây, gia vị chấm đây, nước chấm của chị là ớt, măng ớt. Đấy, bạn nhìn không, cũng khá là hấp dẫn. Nhìn cũng rất là ngon. Một miếng thịt ba chỉ. Về ăn ngay rất ngon mà em. Bì giòn, thịt rất là ngọt và đặc biệt. À, rất là thơm cái mùi lá măng mật nhá. Rất ngon. Các bạn ăn một miếng này các bạn nhá, miếng này béo à. Đây các bạn nhá, các bạn có nhìn thấy cho mình bên trong tầm này bây giờ chị đã hết hàng. Những cái chị đang quay ở trên này chủ yếu là khách hàng đã đặt hết rồi. Các bạn nào đến sau thì sẽ không còn mua được, hẹn lại các bạn ở những số tiếp theo nha. Nếu bạn thích món của chị thì các bạn lên sớm sớm một chút cho mình nhá. Bye bye.